Ok, xin chào các bạn, mình là Lâm Bảo Phúc nè. Hôm nay á, ký đi. Hôm nay mình sẽ ăn 10 cái bánh tráng trộn, bà bạn 5 cái. Anh này 5 cái, xin chào các bạn đi em. Xin chào các bạn nha. Đó. Dạ. Các bạn muốn gặp anh này thì vô cái gì đó, Long Gồ gì đó. Mà Long, anh em nói Long không gồ gì cũng được. Long thôi. Nè. Đó. Cái nắm mẹ. Rồi, uống 10 bịch. Uống 10 bịch. Rồi. Rồi lần ra sao anh đi không vô phòng muốn. Nắm bịch. Ok. Và mình sẽ bây giờ mình sẽ ăn cùng anh Bo mình. Mỗi đứa 5 bịch. Skin này bạn. Chú bạn uống ngon miệng nha. Ngon miệng, mấy bạn không ăn lẩu, mấy bạn không ăn gì đâu. Đây. Ăn cái này nữa không?
thôi là mình sẽ nghỉ nha các bạn. Mình sẽ không chiếu nữa. Bạn nói chụp ra đăng ký gì nữa rồi. Nó không ra đăng ký cho mình nha. Anh có biết trên quay có mười mấy video luôn kìa. Bye bye các bạn nha. Ngon quá. Bye bye đi. Bye bye các bạn. Rồi.